phơ trước gió, không biết thằng nào nó lùm đây. Trời ơi khổ quá là trời ơi. Ồ dễ sợ luôn nha, biết sao quý vị, biết sao mà em trong kia mà em hò nghe thảm não. Là thân em như tấm lụa đào mà phất phơ trước gió, hỏng biết vào tay thằng nào đây. Là tại vì mấy chị cũng là gái có chồng, em cũng là gái có chồng, mà ra đường gặp chồng chị em nhìn em thèm muốn chảy nước miếng. Về nhà gặp chồng em ăn nhiêu em ói hết. Trời ơi, không biết gì mà cứ ăn vô là trúng thực, ăn vô là trúng thực à. Quỷ này sao nuốt khó trôi dữ vậy không biết nữa. Mà trời, bị sao biết không, bị lúc đầu tiên mà chat với nhau trên mạng, nó nói cái mặt nó giống như Châu Nhận Phát vậy đó. Trời ơi, xong rồi em gặp nó một phát, nó không loài Châu Nhận Phát mà nó loài Châu Nhận Trường. Trời ơi, ghê luôn vậy đó. Nhìn thấy ghê lắm mà em nói thôi kệ, củi tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài, bắt quá mình xài như cái nụ dẻ mình đem lau nhà đỡ tốn tiền. Và công nhận em xài thiệt hao thiệt, ngày 2 tuần thôi cái mặt nó còn dơ hơn cái nụ dẻ nữa. Bây giờ đem lau không chừng cái nhà em còn sạch hơn cái mặt ổng nữa. Tại em cố tình, em xài đặng chi, đặng em bỏ. Đó, mình xài vậy mình bỏ mới có cớ. Đó, cái em chọc nó, em điện thoại cho coi như là người yêu em trước mặt nó luôn. Em gọi anh yêu đi kia cho nó tức, đặng nó ly dị. Nó quánh em một cái là em gọi nai quanh quanh suốt nó liền. Mà thằng này được cái nó tức em, nó không quánh em mà nó quánh nó mới ghê chứ. Trời rồi làm sao ly dị đây? Trời nó xấu mà nó còn bày đặt ly nữa là ai sống nổi. Thế là em khổ quá. Mà này ghê lắm nha, thay vì người ta hát nhạc trẻ, người ta chơi chữ tình rồi á, còn không có, nó lấy nhạc trẻ, nó phối giọng cổ, nó tán tỉnh em mới ghê chứ. Bây giờ em rút câu từ quý vị nghe, coi vậy có phải được không nha. Nó hát vậy nè. Em ơi em như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn. Vì con búp bê kia chỉ biết đứng yên không cử động, và cũng không biết chửi là chồng. Trời ơi, vỗ tay cái gì, ý nó em búp bê bị hư đó. Búp bê mà không có biết gì là có nghĩa em xài bằng pin ở trong đó không á. Em mới chỉ vô trong mặt nó, kệ cha tao, tao có xài bằng pin thì cũng pin cao cấp, mày đụng tay vô nó giật tay bà nội mày. Tức quá mà em giật mình quá. Cái tự nhiên hôm nay em nghe nó hẹn giám đốc nào tới interview, interview gì nhỏ em gái nó đó. Em đâu có chịu, trời đất ơi, em chưa ăn làm sao tới nhỏ gái nó được. Em mới cho 2 viên thuốc ngủ, em quất 2 anh em nó ngủ mẹ. Rồi, bây giờ em phải quất cái thằng giám đốc này trước, không được em mới thảy qua cho nó. Hồi nãy coi như Trúc Lam, Trúc Linh gì mặc đồ coi như hở nguyên vậy phải không? Bây giờ em không chơi vậy, em không mặc cái gì cho đuôi mắt mẹ nó hết luôn. Chạy nó lạnh ráng chịu chút. Có ông nội bà ngoại cô gì chú bác gì ở nhà không vậy? Quỷ dịch nào hỏi nguyên dòng họ ta mày. Bực mình à. Trời ơi, ngày hôm nay tôi tới đây quản lý nó hẹn tới để mà phỏng vấn con nhỏ em vợ của nó. Mà nghe nói đâu nhỏ này nó đẹp, mà tuổi con ngựa nữa cho nên tôi chạy tới liền. Mà vô đây hỏi xong có ai nhà nghe tiếng mà không có người như có ma vậy trời. Trời ơi ma, cái thằng quỷ nào mà vô duyên, tao định không mặc cái gì cho đuôi mắt mà khoan, để tao chuẩn bị ra em chửi cái thằng này trước tiên rồi xong rồi đẹp. Ôi anh là ai vậy? Trời sao tự nhiên gặp tôi một cái miệng hả bự như vậy ông nội? Khép lại đi để người nào chơi ác chọi cục xí ngầu ở đầu thai luôn á. Cái đó nó gặp em mà nó chùi nước bọt thấy ghê không? Này chắc uống nước 3 tuần mà chưa được phun hay sao? Con cá nhà ai mà ăn trúng cái thứ độc gì mà trắng từ trên đầu trắng xuống ngón chân cái gì vậy trời? Thấy không, nhìn cái bản mặt là biết cả chớn rồi. Tôi ăn cái giống gì kệ tôi, ông muốn trắng không? Tôi cho mày 2 viên mày ăn mà trắng 2 con mắt mày luôn. Trời ơi. Mà sao biết từ trên dưới trắng, biết nhiều khi nó có màu khác sao? Màu khác? Ờ. À biết rồi. Còn màu đen nữa. Trời ơi. Trời ơi ông nội, tí tôi nói là tôi mặc cái màu đỏ này nè, hiểu không? Trời ơi, tôi đâu có nói gì đâu mà cô rồi đính chánh. Sao tự nhiên gì? Nước da trắng từ trên đầu trắng xuống, còn riêng mái tóc đen thùi. Thấy không? Hết hồn, công nhận này thông minh ghê nha. Chứ nói bậy là tôi quánh nó chết. Nó nói nghe nè, anh ơi, hình như là anh là chắc không lẽ này giám đốc ta.
Anh đúng có... rồi không? Anh là giám đốc nè. Tao không nhìn băng mặt cà chớn rồi biết này đâu. Anh ơi, nghe nói anh tới đây anh gặp cô gái xong rồi anh phỏng vấn gì phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ anh nhìn em đi. Bây giờ anh muốn phỏng cái gì nè đó. Bây giờ anh nhìn từ trên xuống dưới muốn phỏng cái gì đó. Đứng yên. Khoan nguyên vòng đi chứ nửa vòng có tật tội nghiệp anh. Ừ, đang quay nó kêu đứng yên. Trời ơi cô ơi, tôi tới tôi phỏng vấn cô mà cô cứ dày hồi chắc tôi phỏng cái khác quá. Trời ơi, ông này ông ăn nói chuyện ông làm như tôi là bông gòn hay giấy gì, mau phỏng mau trái. Tự nhiên nhìn tôi ông nói phỏng nhiều thứ, nhìn phỏng cái khác là phỏng sao. Trời ơi cô nhìn cô kìa. Có điện có nước đầy đủ. Trời ơi. Có điện nước đầy đủ rồi mà thò tay vô không phỏng mới lạ đó. À ý ông nói ông khen phụ nữ đẹp phải không? Đúng rồi. Mai mốt ông đừng có nói điện nước đầy đủ cái đó xưa rồi. Bây giờ mình qua chứ Mỹ mình sao? Phải văn minh lên. Anh gặp một người phụ nữ mà đầy đủ hết anh khen vậy người ta bảo đảm thương anh liền nè. Anh nói trời ơi nhìn cái dáng cô này giống như nhà trong hẻm tự nhiên phóng lộ loài ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. Hay quá. Văn chương quá, thông minh quá. Chứ tự nhiên giờ qua Mỹ nói điện nước đầy đủ, nhiều khi cúp điện cúp nước là sao xài. Ừ. Mẹ tưởng tượng kiếp điện cấp nước như quái thai rồi sao? Rồi. Hiểu không? Rất thông minh. Dạ. Bây giờ cô biết là tôi tới đây để phỏng vấn cô ngày hôm nay để dạ. Vô công ty tôi làm việc. Dạ. À, trước khi như vậy phải qua một cuộc thử thách dạ. Là thử cái trí thông minh của cô coi sao? Trời anh cứ thử đi, em cứ thử đi. Bây giờ tôi đố cô. Dạ. Sao anh? Tôi đố cô. Anh cứ đố đi. Chứ cái chuyện gì mà khi người đàn ông làm thì đứng hai chân. Dạ. Mà con chó làm thì đứng ba chân. Cái... Ủa sao đứng chồng nghe? Trời ơi, công ty quỷ này nó bán nó giống gì vậy trời. Tự nhiên xong nó tôi kỳ thử trí thông minh mà giờ tôi đố cô cái chuyện gì đàn ông làm đứng hai chân mà con chó làm đứng ba chân. Em không biết cái vụ đó vụ gì mà nếu vậy thì tội con chó quá. Vì tại sao quỷ kia nó hai chân mà con chó nó phải dùng tới ba chân, tội nó quá. Rồi, thôi tuổi con ngựa, năm Mậu Tý tuổi con ngựa mà tướng con rắn chắc nghĩ bậy nữa rồi. Ông có em không có dám nghĩ bậy mà không dám thiệt anh đâu anh thôi, giải thích trả lời cho cô luôn. Dạ. Cái chuyện mà khi người đàn ông làm đứng hai chân dạ. Mà con chó làm đứng ba chân, đó là nó đang đứng. Cái gì cô khóc? Biết nó đứng cái gì rồi. Biết đứng gì? Nó đứng cái vụ đó phải không? Vụ đó là vụ gì? Cái vụ khi đi vội vã khi về ung dung phải không? Ê! Trời ơi. Mày bị chợt nghĩ ra thôi hả? Thấy không? Cũng nghĩ bậy nữa thấy không? Chứ cái đó cái gì? Thôi để tôi giải thích cho cô nè. Cái chuyện mà khi người đàn ông làm đứng hai chân à. Mà con chó làm đứng ba chân dạ. Đó là nó đang đứng bắt tay đó bà nội. Ủa sao tự nhiên đứng bắt tay? Trời ơi, thì nghe tôi giải thích đi nè. Sao? Chẳng hạn tôi là người đàn ông. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tôi lại tôi đứng bắt tay cô, có phải là tôi đứng hai chân vậy tôi bắt tay cô không? À đúng rồi. Phải không? Không lẽ tôi đứng vậy tôi bắt tay cô? Rồi không lẽ tao móc lên vậy kỳ lắm à. Rồi con chó nó đang đứng bốn chân dạ. Cô muốn bắt tay nó có phải là cô dở một chân nó lên cô bắt tay nó đứng ba chân nó bắt tay cô hay không? À đúng rồi, ghê. Phải không quý vị? Đúng không? Đúng thì cho chàng pháo tay đi, trời ơi. Ghê nha. Này thông minh nha. Không? Hiểu rồi, đúng rồi. Cái đó cũng là hay nhưng mà tại anh đố bất ngờ quá, anh cho em thêm câu nữa được không anh? Tôi tội nghiệp. Muốn em... thêm câu đố nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi, tôi dạ. cho cô câu đố nữa dạ. nhưng mà lần này ừ. cái đầu óc cô nghĩ văn xuôi nó bậy quá, tôi dạ. sẽ cho qua văn thơ. Không. Mà nói tới thơ là cả một nghệ thuật. Dạ đúng rồi. Mà nói tới nghệ thuật thì không thể nào nghĩ bậy được. Dạ đúng. Rồi bây giờ tôi đố cô. Dạ, đúng rồi. Nhưng mình phải tôn trọng khán giả, mình đâu có thể nào nói tầm bậy bạ được anh. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ nghe nha. Dạ nghe. Tôi đố cô. Dạ. Một cái thon thon sợ thấy bà. Một gì đứng chồng nữa. Sao mới vô đề mà tôi thấy có vấn đề rồi đó nha. Tự nhiên một cái thon thon sợ thấy bà. Sao nó thon mà mình phải sợ, chừng nào nó to mình mới sợ chứ. Đúng không? Chị mắc mớ gì phải sợ, nó có chút chí mà. Chị vô duyên quá, tôi đang đố mà cô nhào vô họng tôi, cô hỏi đâu được sao trả lời. Bị em thắc mắc thôi, em nghĩ quý vị chứ cũng thắc mắc y như em vậy đó. Thấy không? Vỗ tay kìa. Đúng không? Thôi, đồng tình với Kiều Oanh dữ ha. Rồi, bây giờ nè, nghe tôi đố hết đi rồi tôi dạ. sẽ trả lời cho cô luôn. Dạ. Mới nghe câu đầu sợ rồi, nghe câu thứ hai còn sợ nữa. Dạ. Nghe tiếp nè. Dạ, em nghe. Hai tay dọc nó dài ra. Trời ơi! Trời chưa? Vì dọc nó chi tội nó quá anh. Ơi, tôi đang đố mà bắt tôi trả lời nữa thì nghe tiếp đi. Dạ. Nghe không? Nghe câu thứ ba nè. Nghe. Nữ nhi thường tình đều phải sợ. Đó, dọc chi rồi sợ. Tôi đang đố nghe, cứ nhạo giọng tôi hoài vậy. Nghe. Nam nhi hảo hán cũng tránh xa. Vậy chắc đồng loại rồi. Thôi nghe, tôi đang đố à. Em ưa chọt, em sợ em chọt vậy. Cỡ một gạt tay thân tròn cứng. Con xác định chiều dài luôn ha anh. Cẩm phập sâu vào nước xịt ra. Chết mày chưa? Thấy chưa, thì nó chết chưa bà con? Đứng chồng mặt xanh lè, môi tím ngắt rồi kìa.
Trời ơi, ở đây cô dặn máy lạnh mà sao người em nó toát mồ hôi hết rồi trời ơi. Anh ơi, quá sức chịu đựng của người phụ nữ. Anh ơi, em quỳ xuống em lại chi. Anh làm ơn anh giải thích. Còn mấy em với khán giả cắn lưỡi chết hết giờ anh ơi. Kêu nghĩ bậy chứ cắn lưỡi. Em thề với anh em không dám nghĩ luôn chứ đừng nói. Rồi bây giờ nghe nè, nghe tôi giải thích luôn nè. Nhìn mặt cái nghĩ bậy nữa rồi. Chắc xui cuối năm mà. Cái đó là cái gì? Cái ông chích đó thêm hai. Cái ông bây giờ tự nhiên cái ông chích. Thì nghe giải thích nè. Đoạn giải thích đi, đoạn giải thích đi. Một cái thon thon sợ thấy bà. Dạ, đúng rồi, có nghĩa là khi tới văn phòng bác sĩ dạ. Thấy bác sĩ lấy cái ống chích ra nó thon thon à, các rồi. Cô các bà sợ liền à, đúng. Hai tay dọc nó dài ra ừ, sao, hai sao? Tay dọc nó đây có nghĩa là vô gặp bác sĩ à. Ông lấy cái ủ thuốc ra ông chích vô cái ủ thuốc cái lắc tới lắc luôn cái hút cái nước thuốc vào à. Cái ống chích nó dài ra à. Cô nghĩ dọc cái gì dài ra mà cô sợ dọc cái đầu ông á. Cái nội cái vô duyên dễ sợ luôn á, mình có dám nói tiếng nào đâu à. Mà hỏi cứ chọt thiệt cho mình không à. Nghe tiếp nè à. Nữ nhi thường tình đều phải sợ à. Nữ nhi thường tình đây có nghĩa là các bà các cô dạ. Tới văn phòng bác sĩ thấy bác sĩ chích thuốc cái sợ quá đúng rồi, ai cũng nam sợ. Nhi hảo hán cũng tránh xa dạ. Có nghĩa là đàn ông con trai như tôi nè dạ. Thấy công chích còn sợ đừng nói chi là bà con đúng, gái ai cũng đúng sợ hết trơn chứ à. Đúng rồi cỡ một gang tay thân tròn cứng dạ, ông chích phải gang tay không đúng rồi, đúng rồi. Thân tròn và cứng đúng rồi, đúng rồi. Cắm phập sâu vào nước xịt ra à. Cắm phập sâu vào đây có nghĩa là ông bác sĩ ông chích vô cái mông của cô dạ, một cái pháp rồi cắm bơm cái nước thuốc xịt cái nước thuốc ra à. Cô nghĩ xịt cái nước thuốc với nước gì ra mà cô sợ thấy không cho nội cho vô duyên dễ sợ thấy không cái gì chứ cũng xỉa sói quen tôi nói thiệt ông tôi không dám nghĩ mà công nhận nha quý vị công nhận ngôn ngữ Việt Nam mình nó phong phú ghê mình nghĩ nó nghệ thuật là nó nghệ thuật mà mình nghĩ bậy là nó bậy bây đúng giờ rồi. Nếu quý vị nghĩ rằng nó nghệ thuật quý vị cho em chào pháo tay em quất lại này câu liền em nói thiệt á trời ơi à, cái máu của em nó cũng nổi sản lắm thiệt thôi. Là quý vị cho là nghệ thuật chứ không có bậy đó nha ở đây không có nói bậy à tụi em rất tôn trọng quý vị và bây giờ là tôi phải không nghe nha à, rồi phải có qua có lại chứ nghe nè hôm nay nhân dịp lễ tân hôn ừ. Anh lấy ra khoe thấy hết hồn trời ơi. Tôi bị liệu nha ông hết hồn la nhỏ nhỏ la lớn tôi nuốt cái micro luôn nha. Hai cái hai bên hòn bự quá trời ơi tôi nói tôi bị liệu nha một dòng chính giữa lỗ con chàng trao thiếp nhét tha hồ nhét thiếp nhận đi rồi cần dồn cứ việc dồn trời ơi trời ráng đút vô sâu thêm chút nữa ôi, trời ơi cho em cảm giác sướng mê hồn ôi, trời chết tôi rồi trời sao tự nhiên càng ngày càng suy sụp vậy hả à? Chị ơi chị đâu bậy quá không à tôi nói tôi không có nói bậy tầm bậy ông của chị ông có nghĩ bậy thôi giống như ông hồi nãy thôi à tựa tựa như cái ông chích đâu vậy thôi à chứ không có gì bậy bạ hết trơn mà sao tự nhiên ông chỉ thể vậy hả à? Mỗi lần em sợ em thành bóng này cô em nói nghe không có tôi đâu nói bậy đâu tôi biết bản mặt ông rồi tôi giải thích cái đó là cái nè. Gì biết cái đó là cái gì không cái gì chiếc nhẫn cưới ba hộp đó ông nội hả ủa sao là chiếc nhẫn cưới nghe giải thích nè cưng hôm nay nhân dịp lễ tân hôn ờ. Anh lấy ra khoe thấy hết hồn ờ. Là cái tật ông bữa nay ông cưới tôi ông nổ lắm mà muốn khoe ông nhá cho tôi hết hồn chơi mà công nhận tôi hết hồn thiệt là bởi tại sao hai cái hai bên hòn bự quá là hai cái hộp xoàn ông gắn sẵn nó bự quá ông làm tôi hết hồn hiểu không ơi. Gì á trời ơi hộp xoàn rồi cô làm thơ hộp xoàn ờ. Cô làm hòn à, tôi nghĩ bậy sao được hộp làm sao con làm thơ ông nội không lẽ hai cái hai bên hột bự quá thơ gì mà nặng trịch hột xòn với hột vịt lộn à, sao mà làm ghê vậy nó à, nó phải hòn nó phải có quyền cho sắc cho nặng à. Hai cái hai bên hòn bự quá phải có lên xuống vậy đó phải không đúng. Một dòng chính giữa lỗ trơ không à. Là cái dòng chính giữa có cái cháu sẵn mà chưa có hộp nào gắn vô trời mới loại á à. Đó ổng thương tôi ổng đưa cái hộp lẻ bên ngoài đó để cho tôi nói với thợ bạc muốn gắn sau dự ý của tôi thì gắn ông mới nói là chàng trao thiếp nhét tha hồ nhét à. Thiếp nhận đi rồi cần dồn cứ việc dồn à. Cái tôi mới thấy cái hộp nó bự quá mà thằng thợ bạc mà nó chơi ác mà nó gắn lỏng là rớt là chết tôi à. Cái tôi mới nói trời ơi mày răng đút vô sâu thêm chút nữa nên nó chắc chắn rồi các em nhìn thành phẩm ba hộp chắc rồi các em nói trời ơi cho em cảm giác sướng mê hồn trời ơi trời ơi bà đúng chích dẫn hộp xoàn mà bà làm tôi hú hồn hú vía ông tưởng cái ống chích ngon hả xin lỗi ông mà gặp cái chiếc nhẫn ba hộp của tôi là tà đầu kim liền cân bài đặt hai tay giật nó dài ra hả
Chuyến này dài ra để đó luôn đi, không có cơ hội thu hồi lại đâu. Kim đâu nữa mà rút thuốc. Rồi rồi, được được, cô thông minh quá. Rồi, tạm thời để cô pass qua cái vụ này đi. Cái này qua này, qua này nha. Nhưng mà giờ vậy, nhiều khi là công ty của tôi, những người khách tới làm ăn, rồi sau những giờ làm việc mệt nhọc, cần đi giải trí, đi hát karaoke chẳng hạn. Dạ. Rồi cô có biết hát, biết hò gì để dẫn dụ khách của tôi được không? Em không biết, em có biết hát hò dẫn dụ khách không? Mà em hát một cái là em dụ khách ở lại tại cái công ty ông, rồi vợ ông tới quánh ghen tại chỗ bắt cái công ty ông luôn được. Được không? Rồi cô hát là hát vậy đó, hát mà canh bành tôi mới hát. Hát mà thu gọn tôi không có hát. Rồi, làm thử nha, làm thử nha. Anh là giám đốc phải không? Anh ôm em đi, Ý, có vụ ôm nữa hả? Ôm chứ được à. Mới gặp nhau thôi, vậy thôi. Đó, mà ôm vậy ở đâu để đó, mày giờ lên giờ xuống tôi quánh mày phụ mỏ. Có không có. Này nó ưa dời lắm. Nghe nha, anh ơi, em không biết là công ty của anh nó làm cái giống gì. Mà bảo đảm với anh gái ở đây em quản lý đẹp hết ý luôn. Vậy à. Em hát anh nghe nha. Đã lâu rồi, hai đứa mơ. Mới ôm nhau anh đi đâu mà em không thấy. Trời ơi, đã quá. Mới thân nhau em thấy lòng bối rối, em muốn quậy anh liền. Oh my god. Ba-da-ba-cha-ra-ba-cha. Được chưa? Trời ơi, tôi đang ở đâu vậy trời? Ở đâu vậy? Tỉnh lại chứ. Ê! Gì vậy? Trời ơi, không được cô ơi. Sao không được? Trời ơi, công ty tôi làm ăn đàng hoàng mà có hát kiểu đây rồi sập tiệm công ty tôi không được đâu. Trời ơi, thấy không? Có gì thấy rõ ràng không? Em vì miếng cơm anh áo bây giờ kêu làm gì cũng làm thơ không biết cũng banh học ti mọi ốc ra làm. Hát không được em cũng muốn lòi bằng học em cũng hát để cho ông vừa lòng ông nhận em vô đó. Có gì thấy rõ ràng không muốn nhận cho nên chê đủ thứ. Xin lỗi ông, ít nhất tôi cũng hát được vậy. Ông hát được không mà ông chê tôi hoài vậy? Ông làm quản lý mà ông có hát được miếng nào không chê tôi hoài vậy? Trời ơi. Tôi nói thiệt với cô à. Sao? Làm cái chức vụ này rồi là bất cứ chuyện gì tôi làm cũng được hết. Đừng đâu, có chi hát à. Không cần làm đi, hát thử nghe coi. Cô muốn nghe hát phải không? Nghe tôi hát đây nè. Ông hát đi. Nghe nha. Hát không dễ phô lắm á cưng. Không cần nhạc luôn nè, hát không nè. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Thôi thấy ghê đó. Thấy chưa, thấy khán giả vỗ tay chưa? Trời ơi, giọng này ấm ghê luôn á. Hát phải hát như vậy. Giọng này mùa đông khỏi mặc áo luôn rồi, mặc hát là ấm luôn á. Em nói anh nghe được. Ê, nhưng mà xin lỗi ông hát không thôi, bây giờ nào ông hát với nhạc tôi mới tin là ông làm miếng có đoạn nhạc đi, tôi mới biết là con người của ông hát đàng hoàng, hát đúng mắt cây. Trời ơi, khi dễ nữa. Có đâu nhạc của hát còn hay nữa. Nói đi. Nè, muốn có nhạc phải nhờ mấy anh ban nhạc ra đánh giùm. Đâu, đó. Nửa khúc thôi. Đâu. Mấy anh ban nhạc. Phải không? Mời mấy anh ban nhạc ra đánh giùm em nửa khúc coi. Đó, nửa khúc đó. Là sao? Nửa khúc nhạc thôi. Rồi ok, hát đi. Đó. Chị nào ông hát mà. Bây giờ mới xin phép quý vị gọi cho Lê Quỳnh hát không? Quý vị cho Lê Quỳnh hát không? Trời ơi. Hát vỗ tay thấy không? Thôi được. Quý vị cũng ăn quý cho nó. Hát bài này nhớ bà ngoại em quá. Trời ơi. Ngoại chết lâu rồi mà này hát nhớ bà ghê. Bà ơi, tôi hát hay quá mà bà làm tôi mất hứng hết trơn à. Không có, anh hát hay thiệt, anh hát được lắm. Nói anh nghe đó, tại chứ bởi vì hát vậy mà sao không đi hát. Nói anh nghe kệ nó đi. Bây giờ tụi nó nghe kinh tế nó xuống quá rồi. Ông làm giám đốc chi mai mốt nữa, nhà băng nó lại nó kéo không vậy. Ông nội ơi, bây giờ về đi. Ông sao? Bán cái công ty đó đi. Bán nhiều được nhiều refinance hết ra cho tôi. Ông đưa tiền đi cho tôi, ông đi làm ca sĩ tôi làm manager cho ông. Suốt dạy thì bà nội. Suốt dạy gì? Trời ơi, bà mà làm manager bà có nước là ma cà rồng mà có. Trời đất ơi, ma cà rồng là sao? Tôi nói thiệt à, mấy anh nào dưới mà có máu 35 giống tôi chút xíu nha. Nhào vô làm chồng bà nội này á, một tuần sau còn giọt máu nữa tôi con mấy anh liền. Thấy chưa? Cái gì thấy rõ ràng ông Đỗ Quang em không? Ý ông nói em uống máu sống không? Thấy chưa? Xin lỗi bạn nha, mình mà có uống máu thì cũng chưa tới phiên bạn đâu nha bạn nha. Chưa có tới máu của bạn luôn lưu trong con người mình đâu nha bạn nha. Máu ai? Xin lỗi bạn à, tưởng đâu bạn được ngon cơm hơn chút thì định xài qua mùa trăng này đỡ thôi. Đó, nhưng mà cũng giống bệnh thằng chồng bệnh hoạn ta nằm trong kia thì thôi không cần hai người luôn. Xin lỗi bạn, nói em quẩy khoe nha, mình mấy chục thằng si cua lận nha bạn. Trời đất ơi. Xài là dục, chưa bao giờ giặt lại nước thứ hai nha. Trời ơi, vậy cô là... Xin lỗi, chẳng những có bồ mà bây giờ có bầu luôn rồi. Trời ơi, có bầu? Có bầu với ai? Quý Viêu Long kéo hồi nãy á. Thằng Viêu Long? Trời đất ơi, tại sao biết con Viêu Long? Tại vì nhìn mặt nào thấy ghét, cho nó chai sọt thế bà nó chơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi,
Trời chết rồi. Đó đi, xin lỗi ông ạ. Còn ông ơi, xin lỗi. Trời ơi, con này ghê quá. Thằng Viêu Long này chắc ngày mai không còn giọt máu nào đâu. Kêu quách. Đi ra đây. Chào khán giả rồi đi vô. Kịch của Lê Quỳnh và Kiều Quỳnh đây nè. Xin chân thành cảm ơn quý vị theo dõi. Xin chân thành cảm ơn thật nhiều. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự may mắn. Xin chân thành cảm ơn. I love you. Cảm ơn quý vị. Thanh Hà xin gửi đến quý vị lời chào quý mến nhất. Mới đây đã 50 năm rồi. 50 năm mà hình bóng của cô ấy không có phai nhạt trong trái tim mình. Mỗi lần mà tới sân khấu này là mình nhớ tới cổ. Không biết bây giờ cổ còn sống hay là chết mẹ đâu rồi. Em ở đâu? Giờ này em ở đâu? Trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em. Em như cô gái hãy còn sống, tâm căng thân chưa dưỡng bụi trần. Xuân đến qua mơ qua mặn nở gái. Ủa, mình đang hát mà chó đâu tui kìa. Gì đó mất dạy. Gì? Tôi hát đó ông nội. Ủa, bà hát đó hả? À. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng chó tru. Dạ dạ, đừng có sỏ lá nha. Đúng sao? Rồi, ông bà mình nói chó nó gặp ma nó mới tru. Gặp cái mặt ông như con quỷ á, tôi tru là đúng rồi. Bà đang nói vô duyên quá. Thứ ông là đàn ông gì mất nết. Ta hát kệ người ta vô duyên mà. Trời ơi, giờ ông tướng đi thấy quải. Xin lỗi cơn à. Bây giờ già rồi. Ai già không đi vậy? Mà ông đàn ông đi còn khép được. Tôi đàn bà, tôi đẻ nhiều, tôi đi nó vậy được không? Ui, đâu mà vô duyên, vô dụng mà. Xin lỗi cưng nha, cách đây 50 năm cưng có cửa nói chuyện với chị đâu. Sáng sớm ra ngõ là gặp đàn bà, xui thiệt. Ờ, trời đất ơi, thứ gì đâu mà vô duyên à. Tôi nói thiệt với ông nha, 50 năm trước đi, cưng đi theo chị mà cưng chỉ cần nhìn cái gót chân của chị đi thôi là cưng chỉ nhìn trên cát thôi chứ không nhìn được cái gót chân của chị. Thôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi đâu thèm nói chuyện với ông. Em như cô gái hay còn xuân. Em nè. Bà xuân cái gì, bà cái đứa mùa thu đó. Bây giờ lại thân hình là coi như là cái cây cằn cỗi vậy đó. Lông lá rụng hết trơn rồi. Ê, 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 vô duyên nè. Tự nhiên nói cái chuyện đó là sao, vô duyên vậy? Thì ý tôi nói là tôi dí bà trên cái cây lá rụng. Thì lá rụng thôi, thêm cái chữ kia vô chi. Lông mày bà rụng kìa. Mới vẽ lại rồi. Ủa kìa, thời gian là nó bào mòn hết tất cả. Nhan sắc của tôi cũng bị thời gian nó bào mòn đi thôi. Thôi đi bà ơi, nó bào cũng bào vừa vừa chứ nó phải là cái xe cào đất mà nó cào mặt bà dữ vậy. Giờ mặt thấy gớm. Ông đẹp quá ha. Sao ông đẹp? Yeah. Thôi đi dẹp đi, không có nói chuyện với ông nữa. Nhưng mà tôi nói ông nghe, dù gì đi nữa đó, cái bài hát của tôi cất lên vừa rồi chỉ có mấy câu thôi mà ông vẫn ấn tượng. Ông để trong bụng ông, chứng tỏ tôi cũng còn sức quyến rũ quá vô. Trời đất ơi, ai nói mà giọng hát mà cất lên tôi quyến rũ tôi. Cái làm gì? Cái bài hát này là cái người mà tôi yêu mến mấy chục năm nay rồi. 50 năm rồi mà tôi đi kiếm cổ mà không có gặp được. Ai mà nói bà? Tôi nói ai? Cho bà biết. Vậy? Cái cô này á, ngay cái buổi thi hoa hậu đầu tiên tôi đã thích cổ. Tôi còn nhớ cái tên cổ là Đào Tuyết Hằng. Mấy chục năm mà anh ấy vẫn còn nhớ tới mình. Ông anh. Cái gì? Ông anh còn nhớ cô hoa hậu năm đó hả? Tôi nhớ hoa hậu chứ tôi đâu có nhớ quỷ. Bà sao mà vô duyên quá. Tôi nè. Thôi nha bà đừng có nổ dừa vậy đó. Người ta đẹp như tiên nữ còn bà đây, trời ơi, dòm kỹ lại bà đi. Tôi sợ lắm rồi nha. Trời ơi, tôi đã nói nhan sắc thời gian nó bào mòn mà bực bội quá. Bà có gì chứng minh hả? Đây, it's my ID, you saw you look at it.
ok. Ok. À, hán tét đá. Mà đâu có gì thấy gớm vậy? Đọc lại coi coi. Thì đọc cái đó là đọc tiếng Mỹ đó mà. Mà đọc sao nghe cái tên thì sao tôi mới chóng mặt hả bà? Có gì đâu chóng mặt, đọc thử cái gì đâu chóng mặt. Đá tét hán hả? Đào. Trời đất ơi. Đào Tuyết Hằng đó ông nội ơi. Ờ đúng rồi, Mỹ nó không có bỏ dấu. Đào Tuyết Hằng là Đào Tuyết Hằng. Thôi tôi hiểu rồi. Có gì đây là Hằng thì sao? Ôi Hằng ơi, cho anh ôm em một cái đi. Thôi dẹp. Hả? Sao đi? Tôi nhìn ông thì thấy quen quen. Không nhớ anh sao? Ai vậy? Anh mẹ. Hồi xưa anh là ban nhạc đứng sau đàn cho em thi đó. Giống mấy cha nội này hả? Ừ. Nhưng mà xưa anh không có mập như này. Bây giờ mới mập. Em nhìn phải kỹ không? Lấy cái gì làm bằng chứng? Trời ơi em ơi. Anh đây nè. Còn em nè, đây nè. Ngày xưa đây nè, anh đẹp lắm. Em còn cái hình. À không, em nhớ rồi. Cái hình ngày xưa anh nhìn giống như thằng gì đã đăng giỏi lắm nè. David Beckham. Đó. Sao nó lớn lên nó già như con chó mặt xệ vậy? Em sao kỳ vậy em? Sao em dí anh như con chó mặt xệ? Nói cho em nè, Hằng nè, ông vẫn còn nhớ tới tôi hả? Khoan, chờ chút. Năm mươi mấy năm nay anh lúc nào cũng đem bên mình anh tấm hình. Hả? Tấm hình của em nè. Nhưng mà sao bây giờ nó khác quá? Cái da hồi xưa nó láng, còn bây giờ sao nó không giống? Anh có đôi chút nghi ngờ. Trời ơi, ai vậy? Anh gì vậy? Nè, nó nhăn giống nhau rồi nè. Trời ơi, bà lúc nào cũng vậy. Tôi có tấm này mà xét mình dò vậy thì sao? Đó, bây giờ nhăn rồi đó, ông nhìn coi có giống tôi không? Dĩ nhiên nó phải giống rồi. Ở nhà tôi còn nhiều lắm để tôi tặng ông. Không ngờ cái tấm hình tôi tặng ông tới giờ thì ông còn giữ ha. Nhận ra tôi chưa? Nhận rồi. Tôi nhận ông ra từ lâu rồi đó. Nhớ tên tôi tên nhớ gì không? Nhớ cái con về chó nè. Nhớ tôi tên tôi gì không? Trời ơi, tên này thiệt, ngày xưa tôi có người yêu làm trong ban nhạc nha. Sau khi tôi đi thi hoa hậu xong xuôi tôi đậu xong tôi quen người này là người yêu tướng tá bự con này nè. Ngày xưa ông bự dữ lắm, ông bự như tập tạ vậy đó mà cái tên rất là men. Ngọc Diệu. Em tự mà... nhiên ông đi lấy cái tên Ngọc Diệu chứ vậy? Bà ơi, bà không hiểu gì hết. Tôi thấy Ngọc Chánh là ban nhạc rất ganh nổi tiếng, tôi mới lấy là Ngọc Diệu để tôi lấy tên ban nhạc tôi là Long Gân. Đó, bởi ông lấy cái đó lộn, bởi ban nhạc ông mau giải tán. Sao vậy? Long Gân là cái súng dài, ông súng ngắn cũng mà bị đâm. Trời ơi. Ban nhạc gì đâu đúng không? Đó ban nhạc gì đâu mà Long Gân mà sống được có 3 tháng mà phải short gân. Thôi bỏ qua ba cái vụ đó đi. Nè, bây giờ nè, gặp bà tôi mừng lắm đó. Nhớ hồi lúc mà bà thi đó, người ta đang thi áo dài, sao tự nhiên bà nhào ra bà thi áo tắm vậy? Trời ơi, cái đó sự cố ông ơi, tôi mặc cái áo dài mà lúc đó tôi làm cái áo dài mà cái tài đằng sau nó dài dữ lắm. Ừ. Cái đi ra người ta hối, bị thiếu thời gian mà người ta hối, tôi đang đi ra con kia nó đạp áo dài tôi bơi. Tôi hết trơn, hết trọi xong là phải bơi để thi đồ tắm đó. Nhờ vậy mà ban giám khảo chấm tôi đậu đó. Nè, bây giờ bữa nay bà hát lại cái bài đó cho tôi nghe được không? Mà hát đàng hoàng, đừng có hát giống như chó tru nãy nha. Bài Gái Xuân đúng không? Ừ, nghe. Tôi hát nha. Hát đó. Lâu lâu gợi lại kỷ niệm, tôi sẽ hát thật hay để ông nghe nha. Ừ. Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa vương bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân dù... Ê, đừng có nói là vũ quần nghe chưa? Hát là đàng hoàng nha. Vũ lụa ông nội ơi. À, tôi sợ bà lắm, bà đang quang. Cầm cái này vũ quá, tại ai hát vũ quần mà mệt quá. Thôi lại đây. Lâu ngày gặp lại, bà biết sao tôi vẫn còn nhớ bà không? Sao nhớ? Bà là một người hoa hậu mà hiếm có lắm. Sao vậy? Sau khi bà trúng giải cái số tiền thưởng đó, bà dành hết làm việc cho từ thiện. Nào là bà giúp người già rồi trẻ em, trời ơi. Chính nhờ cái đó mà tôi thấy bà là một người lạ, tôi mới nhớ tới bây giờ. Không phải mình tôi đâu, những khán giả cái bữa cái đêm đó đó, ai cũng nhớ bà hết. Đó, bây giờ sẵn bữa nay tôi nói bà nghe. Ê, cái cuộc thi hoa hậu bữa nay đó, bà có cái lời gì nhắn nhủ cho mấy em thí sinh không?
Tôi thiệt sự ra tôi rút kinh nghiệm từ bản thân tôi thôi. Tại vì tôi nghĩ là vậy nè. Sao? Ông bà mình có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Hay lắm. Bây giờ tôi chỉ sợ nhiều cô lấy cái đẹp mà sợ có nết rồi nó đánh xẹp cái đánh chết cái đẹp đó. Thành thử lấy cái đẹp quấn bẹp cái nết. Sợ nhiều đó không? Thành thử ra người con gái Việt Nam mình ráng giữ vừa cái nết na vừa cái đẹp nữa đó. Thì sẽ hoàn hảo trong mắt mọi người. Hay. Còn cái tâm sống với nhau phải có cái tâm, thấy không? Đúng. Mình có cái tâm thiện ai cũng nhớ tới mình hết trơn hết trọi. Thôi bữa nay gặp ông vậy là tôi vui lắm rồi. Tôi cũng vậy. Chuẩn bị xuống coi ha. Đó, có gì á lát nữa rồi tôi với ông chấm thử coi cô nào đậu. Thì tôi cũng để gặp ông vui quá. Khoan, chờ tôi chút xíu. Sao vụ gì? Để tôi giới thiệu tiếp cái phần này cái đã nghe. Giới thiệu đi. Dạ kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn thật là nóng bỏng của nữ ca sĩ Karen Kim. Em xong ạ.